Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì thể theo cầu của các bạn, mình đang có mặt ở trong kho xe cửa hàng Mai Duyên để cập nhật giá cho các bạn dòng xe Honda Click nhập từ Honda Thái Lan. Địa chỉ cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay chúng ta sẽ có những đại diện của động cơ 125. Động cơ 150 thì hiện tại là nó tạm hết. Và chúng ta chỉ còn một đại diện ở đây là màu trắng ha, màu trắng vàng mũ cam này, thì phiên bản này nó là phiên bản 2021-20 trở về trước gì rồi á. Rồi, vào ngay cái giá cho các bạn liền. Giá luôn luôn cam kết chính xác, đúng thời điểm và đã bao gồm VAT ha. Với những phiên bản động cơ 125 màu đen, màu đỏ thì giá sẽ là 71.900.000, nước sơn bóng nè các bạn. Còn với bản màu trắng thì sẽ là 72.900.000. Còn với bản động cơ 150 thì hiện tại nó đang hết những phiên bản màu trắng, màu xanh và màu đen rồi, thì giá của nó sẽ là 91.900.000. Còn riêng cái bản màu trắng cam này, các bạn có thể là alo ngay cho các bạn nhân viên để mình trực tiếp thương lượng giá chiếc xe này. Nó là phiên bản màu trắng vàng mũ cam nè các bạn. Đó, nguyên bản ngày xưa nói vậy đó. Rồi, mình nhắc lại, 91.900.000 là cho những phiên bản mới nha. Còn về những phiên bản này á, thì tất cả đều là sơn bóng hết, không có chiếc nào sơn mờ. Ngoại trừ động cơ 150 á, nó có cái màu là xanh mờ thôi. Còn lại xe này là mới về nữa nè các bạn. Thực ra là nó mới về luôn. À, được rồi, mình cũng có cập nhật cho các bạn. Còn nhớ không, hồi cuối tháng 7, cái chiếc màu xanh bạc đó, thì cửa hàng cũng bán luôn rồi. Động cơ 150 nha. Đây, màu trắng, màu đen và màu đỏ. Thì phí biển số cho động cơ 125 á, nó lần lượt là 2 triệu, 2 triệu 2 và 3 triệu 3 tầm khoảng nha các bạn. Để mình tham khảo thôi, cho ở huyện, ở thị xã và giấy tỉnh. Còn động cơ 150 á, thì sẽ là 2 triệu 2, 2 triệu 7 và 4 triệu 7 cho ở huyện, ở thị xã và giấy tỉnh. Những con số này mình cho mang tính chất tham khảo nha. Rồi, cửa hàng sẽ có ship xe toàn quốc, cũng như là hỗ trợ các bạn trả góp tất cả các dòng xe ở đây. Trả trước chỉ từ 5 triệu, 10 triệu, 5 triệu, 10 triệu và 20 triệu. Tùy các bạn muốn trả trước bao nhiêu. Thì những dòng xe giá trị càng cao thì mình trả trước càng nhiều thôi. Cái này thì mình phải đến đây hoặc là gọi điện trực tiếp mình tham khảo giá nè. Và lên hồ sơ online luôn, nếu các bạn có nhu cầu muốn lên hồ sơ online vì lý do xa quá chẳng hạn. Thì cái video này á, mình sẽ cập nhật nhanh thôi các bạn. Tại vì theo cầu của các bạn muốn hỏi mình cái giá này. Dạo này mình có làm trên TikTok nè, cũng như là phần nào đó nữa là trên Facebook nữa. Thì các bạn trên TikTok có hỏi mình á, thì mình cũng sẽ làm video trên YouTube rồi đăng TikTok riêng ha. Các bạn có thể theo dõi cả hai để mình nắm giá kỹ hơn. Tại vì giá nó sẽ có lên xuống hoài. Nhưng mà đặc biệt là dòng xe này, nói gì mà nói giá là giá nó chuẩn các bạn, ít có lên và xuống lắm. Cho dù có xuống đi nữa cũng chỉ xuống một chút nào đó thôi, rồi nó trở lại giá cũ ha. Đó gọi là đẳng cấp xe Thái Lan. Mình không biết sao nhưng mà thực sự là thế luôn. Cứ hễ xe Thái Lan là giá cả nó chuẩn lắm, ít khi nào lên xuống. Mà thường nha, nó chỉ có lên thôi chứ nó không có xuống. Mình thấy đa phần là như vậy. Ví dụ như chiếc quay Thái nè, đó, quay Thái nè, nó cũng có lên và có xuống. Nhưng mà những mẫu mà đã bỏ rồi ha, là bắt đầu lên cho mà thấy luôn. Thường là vậy. Rồi, có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây. Các bạn có thắc mắc gì thì mình cứ alo ngay cho các bạn nhân viên để được tư vấn chi tiết hơn nha. Xin chào các bạn.